Dạ vâng, xin mến chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Trung tâm Điện tử Phan Quyết Audio. Chủ trần cái chủ lý nhà Hà Nam, và hôm nay một buổi tối của ngày 3 tháng 10 năm 2023 thì Trung tâm kết ghép lên một cấu hình cao kê trước mặt các bác gồm 5 dòng sản phẩm rất phù hợp với không gian gia đình, rơi vào tầm khoảng 30 mét vuông quay đầu các bác nhé. Và với một trong những cấu hình này là trung tâm đã bao ship toàn quốc, và các bác nào cách xa trung tâm, cách xa Hà Nam 100 km thì trung tâm sẽ đến tận nhà các bác để set up, để lắp đặt cho các bác tại nhà. Còn các bác nào ở xa thì trung tâm sẽ chuyển qua đường bưu điện. Các bác nghe, các bác đặt cọc trước, tiền vận chuyển, và các bác kiểm tra hàng, thanh toán cho nhân viên bưu điện. Và bây giờ thì trung tâm sẽ quay gần lại để các bác xem được chi tiết từng dòng sản phẩm, với một cấu hình gồm 5 dòng sản phẩm kết ghép thành một cấu hình cao kê 25 triệu 900 các bác nhá. Giá đã bao ship toàn quốc, và trung tâm quay gần lại. Hôm nay thì trung tâm kết ghép với một em đẩy hàng bãi chạy bằng mạch NA với hai kênh PA 600 đạt công suất là 600W trên một kênh, đưa ra công suất thực các bác nhá. Đánh một cặp 40 thì không phải suy nghĩ gì. Sản phẩm thứ hai đó là một em lưng tiếng CB 800 Ultra, hàng chính hãng của TG Agotic. Và như các bác cũng biết, tất cả hàng TG Agotic là bên trung tâm Phòng Viết Audio là phân phối cho hãng, và cũng như là bảo hành 1 năm cho các bác, cho nên các bác dùng thì là quá an tâm, không có lẫn đi đâu vào được giữa hàng xịn, hàng nhái nha các bác nhá. Và sản phẩm thứ ba đó là một em vang cơ lai số của TG Agotic với mã là T9 Premium, bắt sóng đường cổng quang, bắt sóng Bluetooth, và đặc biệt em này là có đầy đủ cái chế độ rẻ vượt để các bác hát karaoke chuyên nghiệp, đầy đủ những tính năng chống hú các bác nhá, chống hú. Đấy, lỗ cắm là hai lỗ cắm trước và có một lỗ cắm mic sau. Đấy, con này là hát rất là hay. Đấy, tiếng rẻ vượt nên rất là tuyệt vời luôn. Và sản phẩm thứ tư cũng là hàng của TG Agotic với model là M12 Pro. Dòng này thì trung tâm sẽ không quảng cáo nhiều. Đấy, và chỉ nói rằng là có tem, tất cả những sản phẩm của TG là có tem xác thực chính hãng, và có mã code để các bác soi chính hãng. Đấy, và hai cần em đang có sóng thì rất khỏe, các bác có thể đứng xa tầm 50 mét. Đấy, bắt không ở biết rất sóng, thu âm rất hay, hát nhẹ và bay. Sản phẩm cuối cùng đó là một cặp loa đến từ thương hiệu TG Agotic với mã là ESS Benhin, với sử dụng bằng bắt 30 và chạy bằng chép kèn từ 190 và côn 76 các bác nhé. Sơn đấy, cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp, sơn sần cao cấp. Đấy, dòng này nó đưa từ bát đánh cực kỳ hay. Đấy, trung tâm rất ưng cặp loa này, nó đưa ra từ bát đánh rất hay luôn. Đấy, các bác căn phòng vừa vừa sẽ không cần phải đánh súp luôn nhá các bác nhá. Và bây giờ thì để chứng minh thì trung tâm sẽ test bản nhạc này lên để các bác nghe đánh giá chất âm. Các bác có tai phone hãy đeo tai phone vào để thẩm âm một cách chuẩn xác các bác nhá. Nhạc lên này. Đấy, nhạc lên này. We'll be right back.
thì chúng ta sẽ test một bản nhạc sôi động dưới bass nhá, để các bạn nghe cho đông. Nhạc lên các bạn nhá, nhạc lên này.
mượt và rất là chất lượng các bạn nhé. Các bạn mua hàng thì hãy tham khảo cho nó thật kỹ những sản phẩm hàng chính hãng các bạn nhé, để mình thôi đằng nào cũng mua sắm cho một cấu hình cao kê, nó phải hay, nó phải chất lượng, nó phải là hàng chính hãng các bạn nhé. Thì các bạn hãy mua những sản phẩm với một trong những cấu hình vừa chất lượng vừa bày ở phòng khách nó đẹp, nó tuyệt vời. Chỉ có giá trước mặt các bác 25.900.000 là giá ra bao siêu toàn quốc. Và cuối cùng thì xin được cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Các bác nào quan tâm alo cho bên phòng biết audio với số điện thoại 0325 004 686. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.